Ở video này thì chúng tôi tiếp tục hướng dẫn các bạn cách thức để có thể SEO website và tối ưu hóa website trên Google. Trên trang chủ của hệ thống quản trị, các bạn có thể vào phần tiếp thị SEO trên Google. Và chúng ta thiết lập SEO cho trang và SEO cho danh mục sản phẩm. Thiết lập SEO cho trang thì các bạn có thể vào phần nội dung, quản lý trang chức năng. Và ở đây chúng ta có thể SEO cho trang bằng cách click vào từng trang một. Tại từng trang thì chúng ta đều có các cái tab để có thể SEO cho trang. Có các thẻ tiêu đề trang, mô tả và từ khóa. Quay trở lại với phần SEO trên Google. Chúng ta vào phần thiết lập SEO cho trang. Thì SEO cho trang là một phần rất là quan trọng và nó có giá trị rất lớn trong SEO. Tiêu đề trang thì chúng ta nên để dạng là tên trang, tên sản phẩm, tên công ty hoặc là tên website. Ví dụ chúng ta SEO cho trang sản phẩm. Chúng tôi sẽ ví dụ cho các bạn một website là kinh doanh về sản phẩm thời trang thì có thể viết tiêu đề trang như sau. Ví dụ như là thời trang trẻ em, quần áo trẻ em, giày dép trẻ em và kính mắt. Vẫn là những cái lưu ý từ video trước mà chúng tôi đã nói với các bạn, đó là các cái từ khóa thì là nên ưu tiên viết nó theo thứ độ quan trọng giảm dần, ưu tiên từ trái sang phải, và giới hạn vẫn là không quá 11 từ, xấp xỉ 70 ký tự, và viết cụm từ thay vì các từ. Và mỗi trang thì cần có nội dung và tiêu đề khác nhau, và mật độ từ khóa thì lặp lại 1 đến 2 lần là tốt nhất. Tiếp đến về phần mô tả. Chúng ta sẽ mô tả chung nhất giới thiệu về trang mà chúng ta cần SEO, ví dụ đó là trang sản phẩm. Ví dụ về thời trang trẻ em thì chúng ta có thể viết mô tả như sau. Đó là thời trang trẻ em cao cấp, các sản phẩm thời trang trẻ em của các nhãn hiệu nổi tiếng. Phần này chúng tôi cũng lưu ý lại, đó là mô tả phải viết tên và mức độ ưu tiên thì cũng từ trái qua phải, và phần mô tả thì cũng nên có ghép từ khóa vào đấy. Ví dụ như là chúng ta có từ khóa là thời trang trẻ em thì có phần tiêu đề và cả phần mô tả chúng ta đều có từ khóa thời trang trẻ em. Nội dung thì phải ngắn gọn và xúc tích và hấp dẫn người click, và mỗi trang thì cũng phải có những cái mô tả khác nhau. Tiếp đến ở phần từ khóa thì là từ khóa là những từ khóa không dấu hoặc có dấu cách nhau bởi dấu phẩy và ưu tiên từ trái qua phải. Ví dụ một số từ khóa về thời trang trẻ em thì chúng ta có thể viết như sau. Chúng ta có thể kể đến tất cả các loại thời trang trẻ em cao cấp, hay là các cái loại các cái từ khóa mà chúng ta cần SEO cho danh mục sản cho cái trang sản phẩm thì chúng ta có thể kể đến ở phần này. Và các từ khóa ở những cái mục SEO cho trang thì chúng ta cũng nên để khác nhau một chút. Đây là phần mô tả cho trang sản phẩm. Chúng ta có thể tiến hành SEO ở các trang khác, đó là trang trang chủ hay là trang giới thiệu. Tuy nhiên phải lưu ý đó là các cái tiêu đề trang và phần mô tả phần từ khóa của các trang là phải khác nhau. Sau đây chúng ta sang phần SEO cho danh mục sản phẩm thì chúng ta có thể sang tab danh mục sản phẩm. Ở đây thì chúng ta có thể click vào danh mục cần SEO danh mục nào thì chúng ta click vào danh mục đó và chúng ta ghi tiêu đề, thẻ từ khóa hoặc là thẻ mô tả, hoặc là chúng ta có thể vào phần sản phẩm, danh mục sản phẩm và sau đó click vào danh mục. Tại từng danh mục thì chúng ta đều có tab thiết lập SEO. Đây là tab thiết lập SEO cho danh mục thì chúng ta cũng có tiêu đề trang, thẻ từ khóa và thẻ mô tả. SEO cho danh mục sản phẩm thì cũng tương tự như SEO cho tiêu đề trang và mức độ quan trọng thì cũng rất cao. Tiêu đề trang của danh mục sản phẩm thì nên để theo dạng danh mục sản phẩm, tên ngành hàng, tên công ty hoặc là tên website. Ở đây chúng tôi ví dụ SEO cho danh mục sản phẩm, SEO cho danh mục sữa rửa mặt thì chúng ta có thể ghi tiêu đề trang như sau. Ví dụ đó là sữa rửa mặt, tẩy trang hoặc mỹ phẩm chống sọc da, và tên shop đó là shop mỹ phẩm Thu Hương. Tiếp đến là thẻ từ khóa thì chúng ta cũng ghi các cái từ khóa có dấu hoặc không dấu và mức độ quan trọng thì giảm dần. Ví dụ chúng ta có thể ghi các loại sữa rửa mặt Hàn Quốc, sữa rửa mặt của Nhật và các loại sữa rửa mặt mà chúng ta có thể kể hết ở đây. Tiếp đến là phần thẻ mô tả. Phần thẻ mô tả thì chúng ta có thể nói rõ danh mục sản phẩm thuộc danh mục trang nào hoặc chứa sản phẩm gì. Ví dụ như ở phần này thì chúng ta có thể ghi phần mô tả như sau. Đó là shop mỹ phẩm Du Hương thì cung cấp một số các sản phẩm sữa rửa mặt của Hàn Quốc hay là sữa rửa mặt của hàng Mỹ xách tay chính hãng và chất lượng thì rất là đảm bảo. Một lưu ý đó là ở các phần tiêu đề trang hay thẻ từ khóa hay thẻ mô tả thì đều phải chứa từ khóa hoặc chứa từ khóa cần SEO.
Trên đây là một số quy tắc để hướng dẫn các bạn có thể sell được danh mục sản phẩm hay là sell cho trang. Ở một số các cái ngành hàng khác thì các bạn có thể áp dụng những cái quy tắc này để có thể tìm được từ khóa hay là tiêu đề trang và thẻ mô tả phù hợp để sell cho website của mình.